Chào anh. Vâng. Anh có gì anh bảo bà con là xem là tập trung hết ở đây hôm nay thì có anh Khánh và chị Lợi ở dưới Hà Nội nên là cũng thăm hỏi bà con nhà mình thì cũng muốn là tặng quà cho bà con ấy. Đấy, thăm bằng con số của mình à? Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, con đi bà con. Đấy, xong là cả ấy, bà con gọi bà con xuống đây. Đây là thôn có tổ, có tổng 14 hộ. Chung nhà thì ở trên đây ở quanh ở đây thôi chị. Dạ vâng, quanh đây thôi. Vâng. Em chào chị. Thế bà con mình hôm trước là làm đường chỉ đến đây thôi à anh? Đúng rồi, đến đây thôi. Anh có nhỉ? Vâng, đúng rồi. Đấy. Đây nhưng mà cái đũa kia vào đến đây là nó chưa đủ mét rồi. Chị em mời chị lên trên này tham quan một tí chòm thôn ở đây được. Bà con chủ yếu tập trung hết trên này. Vâng, anh có, anh dẫn em đi lên trên một tí nhỉ. Vâng, vâng. Cây phong hoa này sắp nở hoa anh nhỉ? Ừ, rất nở hoa. Vâng, đi đường trên này chị ạ. Đi tắt ở đây. Dạ vâng. Thế mình có bê bánh kẹo lên đấy phát luôn không hay là... Có. Em bê lên. Tập trung và cho con ở thôn mình tập trung vào một chỗ ở quanh đây nhưng mà hôm nay có các anh chị tặng quà cho con mình ấy. Tay bị làm sao đây? Dây cây. Dây chị ngã cây à? Thế lâu chưa? Lâu rồi. À. Đây bà con thì dùng chung nước ở đây. Dạ, đây là ông ạ. Em gọi mọi người đi. Đi gọi các cháu là chia nhau ra đi gọi tất vào đây. Ờ, thì nó dễ. Như là em lúc nãy vừa mới đi gọi cho. Các ông có lá hài thôi thì có cứ hả? Đây. Hai chứ? À, bà con mình lấy sắt này chuẩn bị làm nhà đấy ạ. Vâng, anh đang làm. Đây các bạn đã lâu lắm rồi là công Nguyên mới đến thăm lại thôn Pó Tỏ. Cách đây cũng khoảng một tháng rồi. Đây bà con chăn nuôi.
Chào em nhé. Thế hai vợ chồng đang nấu cơm à? Ở đây bắt đầu có điện rồi nhỉ? Dạ vâng, ở đây có điện chị ạ. Tô này cũng vừa có điện cách đây lâu rồi. Thế là cả nhà đi đâu hết rồi? À, mẹ em và em dâu đi bên kia làm gì nhỉ? Dây làm cái dây lanh. À làm dây lanh, vải làm vải lanh à? Đây con em thì đang nấu cơm. Không là tăng nước của cơm này. Đây mấy thanh niên này hôm trước là lên là dẫn mình đi chơi đây này, nhìn phải không? À. Đây thanh niên này phải không? Đây ở ngoài này thì bà con ở trên này hầu như là đều nhà trang cách núi. Cho em nhé. 14 hộ thì họ cũng sống như một cái đại gia đình ấy nhỉ? Dạ vâng, ở đây cũng quây quần với nhau. Họ có vào đây không hay là mình ra đấy? Mình ra ngoài này cho rộng đi. Ừ, rồi cho sáng. Ra ngoài này cho sáng em ạ. Em ơi, đi ra ngoài này đi. Đây anh có gì gọi bà con tập trung hết chỗ khu vực ở ngoài này dưới chỗ nào bằng bằng xong là tập trung hết thì hôm nay cũng dẫn các anh chị ở đi tham quan một vòng nhé. Đương quy con bé lắp pháp đi pin này. Đấy. Thả cho cháu, thả cho phụ nữ. Vâng, em chào anh nhé. À, nhà anh ở đây à? Đem mời chị cho một ban một vòng. Cái nhà của ai đây? À, nhà này đang xây à? Đấy thì bây giờ có đường bắt đầu mới xây nhà à, chị ạ? Ừ. Nhà khu đất này bằng nhỉ? Ôi nhà trên này ấy, ôi chi nhau xây luôn. Đây ở đằng bên này thì có thuê 3-4 hộ. Bây giờ thì bắt đầu là sẽ làm đường xong bà con mới xây nhà. Như ngày xưa cái đường khó đi lắm chị ạ. Quanh đây thì bà con chủ yếu sống bằng dùng nước mưa hết, nước nguồn thì không có. Có điện còn sáng sủa lên tí nhỉ? Dạ vâng. Ở đây từ đây nhìn xuống mấy thôn ở hộ dưới này nhìn đẹp lắm chị. Đi dép đây này, có dép đi đây này. Xong là tí nữa em bảo các cháu là cũng xuống dưới này nhé. Vâng. Các cháu xuống hết để có gì các anh chị là dưới Hà Nội phát kẹo bánh cho các cháu nhé. Vâng, vâng. Đi, cho mình đi xuống đi. Tập trung đi xuống đi. Tập trung ở suối dưới chỗ bằng ở dưới. Cũng được. Nha. Xong em bảo mọi người xuống hết dưới này nhé. Vâng. Xuống hết ở dưới chỗ cái ao ấy. Bằng ấy. Chỗ cái ao cái co. Vâng, vâng. Mọi người chưa? Mấy để tập trung thì nó đỡ. Vâng. Dạ vâng, vâng. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Thế bây giờ mình đi xuống nhỉ? Anh đi gọi rồi gì? Dạ vâng, gọi hết rồi. Đi, thế đi xuống đi. Mình chờ đây. Đây xong là mấy anh em gọi tất bà con xuống dưới, các hộ gia đình xuống dưới. Mỗi hộ gia đình đại diện một người nhé. Xuống dưới này xong bảo các cháu xuống dưới đấy nhé. Thanh niên nhé. Đi. Xong bảo các cháu xuống dưới này. Trên mấy trường rất là. Đó, đúng rồi. 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 Các chú bắt cho mấy tuổi đấy nhé. Rồi, cẩn thận nhé. Bắt cho mấy tuổi đấy. Ông
Bà con như này, ở thôn mình là có 14 hộ phải không? Vâng. Đấy. Bây giờ chú chi bộ tương lai sao? Thanh niên này lên lần nào để dẫn tôi đi chơi. Sao anh ra em đi xem cái hang ở đâu? À, phía trên này có hang à? Được nhá, hôm nào anh lên thì dẫn anh đi nhá. Ra hẳn ngoài chỗ đường to đi anh. Đã thoải mái. Hua, hua liền với bà. Bé này xinh nhất. Thôi tụi à. Bây giờ bọn nó đi ăn. Dạ vâng, đây. Đúng rồi. Ôi giời rơi rồi. Đây, đừng nhặt cho nhá. Nào, đấy hờ thưởng lấy kẹo phát cho các cháu. Ừ, giỏi lắm, em xin anh thôi. Đây. Đấy. Đây, ui giời. Đây nhá. Đấy, nhưng em còn nào có đây. Này. Đúng rồi, giỏi lắm. Đây cháu này. Này. Cháu xin chú, cháu cảm ơn. Đây nha. Vâng. Đây. Đúng rồi, giỏi lắm. Ôi rơi hết rồi này. Được hết chưa? Được hết, cứ phát hết nhá. Phát hết luôn. Đây, chú cho thêm nhá. Đây, cho thêm mấy cái. Đây. Đây, em cầm cho cháu này. Này, thanh niên. Đây, ừ. Mấy cô ăn mấy cô chờ sáng mấy cô. Đây. Này. Này cho em một cái nữa này. Nè. 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 Đâu? Này. Đây, cầm lấy, mỗi người ư. Đây. Ui, rồi. Thì bà con ạ, thì hôm nay là có anh chị anh Khánh và chị Lợi là ở dưới Hà Nội là lên tận đây để thăm bà con mình. Thì hôm nay anh chị là cũng có một suất quà là trị giá 500 nghìn để tặng cho 14 hộ gia đình ở thôn Phó Tỏ mình nhé. Đấy, vâng, em mời chị ạ. Đây chị ấy, đấy là đây, đây là chị Lợi, vâng, ở dưới Hà Nội. Vâng. Lần đầu tiên lên chơi tấn bằng tặng bà con một chút đâu có. Dạ vâng. Thế đây anh Pó có gì thay mặt bà con này cảm ơn anh chị một câu. Anh chị mời chị một câu. Cảm ơn nhé. Con giúp thăm bà con trên cuộc sống của mình thế là cứ cảm ơn chị. Không có gì ạ. Nắng Cao Nguyên cũng xin thay mặt bà con và xin chân thành cảm ơn anh chị đã đến thăm hỏi bà con, nói chung động viên bà con. Đấy. Thì hôm nay là cũng có đông đủ hết 14 hộ đúng rồi, và các cháu. Vâng. Cũng xin thay mặt cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. À. Vâng, em cảm ơn chị ạ. À. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn em. Vâng. Dạ vâng, để em chụp ảnh ạ. Vâng. Chúng tôi nói rồi. Ờ, sao đó mà.
nè à, sao nhìn chưa, nên chưa rồi, nè bên chưa rồi đó, chưa rồi đó, nào bạn, nên chưa rồi, chưa rồi, chưa một đám mấy tuổi, chưa rồi, nên chưa rồi, chỗ không mới là lại đi tin là thế rồi. Rồi ạ. Vâng, cảm ơn nhá. Giờ nó vâng cầm. Đẹp lắm chị ạ. Đó. Tí đấy. Đẹp thế. Đẹp cực anh ạ, trông hoàng hôn, đẹp chưa? Vâng, cảm ơn rất rất tốt nhá. Rồi rất là. Mấy tuổi đẹp đấy nhỉ? Mấy tuổi? Mấy tuổi? Con bé. Con bé đâu? Mấy tuổi sủa nhỉ? Thằng này ở chỗ này. Thằng này này. Đây, mặt từng người đây to chưa? Vâng. Đẹp trai, đẹp trai. Mấy tuổi nhỉ? Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị nhé. Cảm ơn nhé. Vâng. Thôi, chào bà con nhé. Thôi. Vâng. Các bạn ạ, video của Nắng Cao Nguyên đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy video hay, hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Vậy xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.